Hôm nay mình có một cái món chả cá Nha Trang ngon quá. Đây, chả cá ngon lắm luôn. Mình làm một món kho cà. Bây giờ bắt đầu mình bắt bếp lên. Kho cà. Bếp cho nó nóng lên nè. Xoay. Mắm đây, bỏ đi đây. Cho tỏi vô. Cái tỏi lên nha. Để cho thơm. Trái tỏi là mình sẽ không kịp với hơn trái tỏi mình cho thêm một xíu bột nghệ vô cho nó có màu nữa nè. Coi tỏi này giữ mình chung, coi thêm mình chung là cái chạy nè. Đó, thơm. Đúng thơm luôn ạ. Tỏi kệ vô là thơm dữ lắm. Đó, mình làm một mình cho cài vô. Wow, đã luôn. Sao vậy? Cho nó ra nước cà hết đi các bạn. Cho cà nó ra nước thiệt là sạch để bắt đầu mình đổ chả cá vô. Mình nêm nước mắm, nước muối, rồi đường, ngọt. Nêm vào xong thì mình bỏ chả cá vô sau cùng. Nếu là mình cho một tí xíu nước mắm nữa. Thơm, đường nước mắm trộn chung nó sâu lên nó thơm đó. Trong cái cà chua nó chua chua ra là ok. Mình cho thêm một miếng cành no. Rồi, cành no đây. Một niêm rồi. No là không có một ngọt, cái tanh lắm rồi. Mà sâu lên cái là nhận ra cái bắt đầu mình bỏ chả cá vô. Cơm chín rồi bạn. Trời ơi hấp bánh luôn. Cơm chín hấp bánh luôn.
rồi sau khi cà nó nhừ các bạn, bắt đầu mình đổ chả cá vô. Cá vô tại vì mình cho vài lát ớt sừng vô nhiều nó cay cay ngon, nhưng mà nhà có nít cho nên mình cho tiêu được rồi các bạn. Đấy, gần xong cái mình cho tiêu vô, tiêu được mấy đứa nhỏ nó ăn tiêu được. Còn đúng ra mình có ấy thì mình bỏ ớt vô vài lát ớt sừng cho nó thơm, cay chua béo ngọt. Chả cá dài cho nó sôi khoảng 50 phút bắt đầu mình nếm lại cho cà nó nhừ thêm miếng nữa cho nó ra nước, mình nếm là vừa các bạn. Ồ, vừa ăn luôn, vừa rồi, món ăn đã ok các bạn.